Chào em. Dạ chào anh. Em đừng ngại, thích gì em cứ xem nè, anh chỉ cho. Em muốn một cái laptop thôi ạ. Em đến đúng chỗ rồi đó. Nhưng mà nhà em nghèo lắm, ba mẹ em làm nông vất vả, nuôi năm đứa con ăn học. Nay cũng là sinh nhật 25 năm của Phong Vũ. Bên anh có hai mẫu laptop này giảm giá khá là nhiều, em muốn tham khảo thử. Nhưng mà em không có đủ tiền. Một tháng thì em chỉ có chu cấp cho con cái 1 triệu. Em cũng cố gắng làm lụng, dành dụm vất vả mấy tháng nay. Em chỉ mong có cái laptop nho nhỏ. Nhưng mà làm gì có cái laptop nào 1 triệu chứ. Về hả? Phải. Đi đâu vậy? Về nhà. Rồi sau đó? Đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi à? Ê! Lại có chuyện gì? Tôi nuôi cô. Mừng sinh nhật Phong Vũ 25 năm, từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 7, đến showroom Phong Vũ là có quà.